quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp đánh giá về ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đề ra các nhiệm vụ giải pháp cấp bách, tháo gỡ khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội và bàn cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác. Dù tỉnh đã có nhiều biện pháp để chủ động ngăn chặn dịch COVID-19, tuy nhiên, hậu quả do dịch bệnh gây ra đã, đang và sẽ ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội của tỉnh, nhất là đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh như dệt may, da giày, sản xuất chế biến nông sản điện tử. Ước tính 4 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước, lĩnh vực thương mại dịch vụ cũng bị ảnh hưởng. Do sức mua của một số mặt hàng giảm, các dịch vụ vận tải vui chơi, giải trí, du lịch bị ngừng trệ. Trong đó, dịch vụ lưu trú, ăn uống giảm gần 30%, dịch vụ lữ hành giảm gần 50% so với cùng kỳ năm 2019. 4 tháng đầu năm, tỉnh thu hút thêm 20 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn đăng ký hơn 600 tỷ đồng và 25 triệu đô la Mỹ, giảm 20 dự án so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, đã có 44 doanh nghiệp giải thể, 150 đơn vị tạm ngừng hoạt động. Từ tháng 3, một số doanh nghiệp thiếu nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu để sản xuất, không xuất hàng sang các thị trường tiêu thụ truyền thống. Thu ngân sách 4 tháng ước 4.500 tỷ đồng, đạt gần 30% kế hoạch, tăng 7,45% so với cùng kỳ. Trước những diễn biến phức tạp khó lường của dịch COVID-19, tỉnh đã chi ngân sách hơn 70 tỷ đồng để mua sắm vật tư, sinh phẩm, thuốc, trang thiết bị và phương tiện để phòng chống dịch, thực hiện các giải pháp điều hành chính sách, ưu tiên nguồn vốn tín dụng, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cơ cấu lại thời gian trả nợ, giảm lãi, phí, hướng dẫn doanh nghiệp hỗ trợ hưởng trợ cấp thất nghiệp, tạm hoãn đóng bảo hiểm tử tuất và quỹ hưu trí, cũng như chi trả tiền lương cho lao động bị ngừng việc. Bên cạnh đó, tỉnh đã và đang xem xét triển khai một số gói hỗ trợ khác như bảo hiểm y tế cho người khuyết tật, hỗ trợ gạo cho hộ nghèo, người từ 75 đến 80 tuổi không có lương hưu, xây nhà ở cho người có công và hộ nghèo. Phiên họp cũng bàn và cho ý kiến về triển khai công tác phòng chống thiên tai năm 2020, quy định tiêu chuẩn, định mức ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan tổ chức, quán kinh phí sử dụng xe ô tô, phục vụ khi đi công tác chung, chuyển đổi mục đích phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở. Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đánh giá cao sự chủ động của các sở ngành địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19, qua đó đã hạn chế ảnh hưởng do dịch gây ra trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh những tháng đầu năm. Tuy nhiên, những ảnh hưởng đến sản xuất, công nghiệp, thương mại, dịch vụ sẽ tác động đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2020. Vì vậy, các sở ngành và địa phương ngoài xây dựng kịch bản để ứng phó, phải cố gắng nỗ lực hơn để hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất và các dịch vụ khác phát triển. Trước mắt, từng bước nới lỏng để cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hoạt động ổn định trở lại. Nhưng không được chủ quan trong phòng chống dịch. Khi có ca nhiễm, nghi nhiễm, các địa phương phải chủ động khoanh vùng cách ly ngay. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, các ngành phải phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh quyết định cho học sinh các cấp đi học trở lại được an toàn, cũng như bao giờ đón khách tham quan, du lịch dịch vụ vận tải hành khách, tham gia các hoạt động thể thao và tôn giáo tín ngưỡng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo các ngành và địa phương phải phối hợp với đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Nếu hết tháng 9 vẫn chưa giải ngân xong, sẽ chuyển nguồn sang cho dự án khác. Ngành nông nghiệp, giao thông vận tải và các đơn vị liên quan cần có giải pháp để chủ động trong công tác phòng chống lụt bão úng.